công khai yêu duy nhất Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy thừa nhận từng yêu mù quáng, muốn bỏ sự nghiệp. Vừa qua, tập 1 của chương trình Cốc Cốc Sam ơi đã lên sóng trên kênh YouTube của Sam. Trong tập này, Ngô Kiến Huy và Jun Phạm, hai người anh thân thiết của Sam đã xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Tại chương trình, Ngô Kiến Huy cũng lần đầu trải lòng về chuyện yêu đương trong quá khứ. Khi được hỏi điều ngu ngốc nhất bạn đã từng làm trong tình yêu là gì, chàng bác không ngần ngại trả lời. Xưa còn trẻ không nghĩ đến sự nghiệp, nên dốc hết mình vào tình cảm. Huy cảm thấy có tình cảm sống qua ngày đủ rồi. Vì quá hạnh phúc trong tình cảm, mình sẽ không thấy cần làm cái gì hết. Mình chỉ biết hưởng thụ chung với người yêu. Giọng ca truyền Thái Y cũng cho biết anh từng yêu đương đến mù quáng như vậy nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Sau những mất mát, lừa dối, Ngô Kiến Huy ngày càng trưởng thành hơn và đã lâu rồi chưa hẹn hò. Ngô Kiến Huy cũng chia sẻ rằng khi tuổi càng cao, đàn ông mà không có sự nghiệp riêng sẽ thấy rất áp lực. Chia sẻ từ Ngô Kiến Huy khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, bởi cho đến hiện tại, người con gái mà nam ca sĩ công khai hẹn hò duy nhất chỉ có Khổng Tú Quỳnh. Cũng như sau khi tan vỡ với nữ ca sĩ, Ngô Kiến Huy cũng chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Khổng Tú Quỳnh là một trong những ca sĩ gắn liền với quá khứ của loạt 9X đời đầu. Cô từng có mối tình vô cùng đẹp với Ngô Kiến Huy. Sau 8 năm, cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Dù khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy gần như không nhắc về nhau và những chuyện trong quá khứ. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, giọng ca truyền Thái Y vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Hiện tại công việc trong showbiz đạt nhiều thành công thì chàng bắp còn là tay buôn bất động sản và kinh doanh nhiều dịch vụ làm đẹp, nha khoa, ăn uống, khiến công chúng ngưỡng mộ. Nhưng cho đến thời điểm này, Ngô Kiến Huy vẫn đang lẻ bóng dù dính hàng loạt tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân. Gần nhất, vào rạng sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 13 tháng 2 dương lịch, dân tình bất ngờ soi được hình ảnh nghi vấn Ngô Kiến Huy và gái sinh Uyên NG đang hẹn hò. Dựa vào loạt bằng chứng được các thánh soi chỉ ra, nhiều người còn cho rằng cặp đôi từng sống chung và du lịch bí mật. Chưa đầy 24 giờ rộ tin đồn, Uyên NG đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Theo đó, cô đã chia sẻ, sáng đầu năm mở mắt sảng hồn, có ông anh thân thiết khổ thân thật sự và tắc thẳng tên Ngô Kiến Huy vào. Lập tức, đàn trai cũng có phản ứng ngay và luôn dưới bài viết của Uyên NG, rớt nước mắt. Sau cùng, Ngô Kiến Huy và Uyên NG chỉ là những người anh em thân thiết, không phải tình yêu như tin đồn rầm rộ mạng xã hội thời điểm đó. Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh ngày 29 tháng 6 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Kiến Huy của hiện tại trở thành một nghệ sĩ đa y năng trong nhiều lĩnh vực và nằm trong top những nam MC đắt giá của showbiz Việt. Ngô Kiến Huy là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Dù đảm nhiệm ở vai trò nào thì anh cũng chiếm được lòng yêu mến của đại đa số khán giả. Hiện tại, Kiến Huy đang tham gia vào show truyền hình thực tế Chạy đi chờ chi, Gian Ninh Man Việt Nam. Là một nhân tố quan trọng mang đến tiếng cười và những giờ phút giải trí vô cùng hấp dẫn cho người xem.